Gì hả? Con muốn gặp dì một lần. Phu nhân, ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đi. Có lẽ con có rất nhiều câu hỏi. Không gấp, uống trà đi, từ từ nói. Dạ, cảm ơn. Nhất định con rất nghi ngờ. Tại sao lại là gì? Hoặc là sau khi gặp gì sẽ không thể tin tưởng. Nhưng gì vẫn phải nói. Con dựa vào sức mình đi đến được bước này thật sự không dễ dàng. Tin là ba của con trên trời có linh thiêng, cũng thấy rất an ủi. Không phải là con không tin gì, Chỉ là con không ngờ được lại là gì. Làm việc ở tập đoàn có thuận lợi không? Sức khỏe sao rồi? Sắc mặt của con không được tốt cho lắm. Con cũng ổn. Cảm ơn phu nhân quan tâm. Ở đây không có người ngoài. Con cứ gọi gì là gì được rồi. Nghe con gọi suốt mười mấy năm đều là qua điện thoại. Hôm nay rốt cuộc đã được mặt đối mặt rồi. Gì à? Thật không ngờ, bao nhiêu năm nay, người thân với dì nhất chính là con. Dì tin cũng chỉ có con mới hiểu nỗi khổ của dì. Con muốn nghe dì nói chuyện thường ngày không? Dạ có. Dì gả vào nhà họ Đồng mười mấy năm. Trong mắt người ngoài, dì là phu nhân chủ tịch. Không lo ăn mặc muốn gì được đó. Nhưng mà chỉ có bản thân dì biết. Ở trong nhà của họ, dì chỉ là một bảo mẫu có thân phận mà thôi. Cũng không có con cái. Mỗi ngày đều sống không ý nghĩa. Dì từng thử cố gắng, hy vọng có được một chút sự quan tâm của nhà họ Đồng. Nhưng sau đó dì mới biết, đó chỉ là mong ước của một mình dì thôi. Thực ra những gì mà dì đã có thật sự nhiều hơn người khác rồi. Nhưng mà trong lòng của dì vẫn luôn có hy vọng, có một chút tình yêu. Con nói dì như vậy có phải rất tham lam không? Tất nhiên là không. Con người có tham vọng thì mới tiến bộ được. Cho nên cái đó đâu gọi là tham lam. Tính tình của người nhà họ Đồng con cũng biết. Ích kỷ, lạnh lùng, không có tình cảm. Muốn có được thứ gì từ họ còn khó hơn lên trời. Chứ đừng nói là thứ mà họ không có. Thật ra dì từng có một đứa con. Nếu như nó có thể được sinh ra, lớn lên, bây giờ thì nó chắc cũng đã trưởng thành rồi. Nhưng mà ba của nó đã chính tay giết chết nó. Tại sao chứ? Con không hiểu. Lúc đó dì mới vừa được gả cho Đồng Đại Khải. Hai anh em và họ Đồng phản đối kịch liệt. Có lẽ là sợ con của dì lớn lên rồi giành tài sản với con họ. Cho nên cuối cùng Đồng Đại Khải đích thân đi với dì tới bệnh viện. Sau đó tình cờ trùng hợp,
dì biết chuyện của ba con, nhưng mà dì thấy cô sức yếu cũng không giúp được gì. Chỉ là dì biết ba con là một người tốt. Từ xưa tới nay, cách chữa bệnh mãi mãi cũng chỉ có một: lấy độc trị độc.